Có bao giờ anh chị chúng ta hỏi một điều rồi, tại sao mình lại có cái năng lực nó như vậy thôi? Tại sao mình lại chỉ có đạt cái thu nhập như vậy thôi? Rồi tại sao mình chỉ có cái chất lượng mối quan hệ nó như vậy thôi? Rồi tại sao mọi thứ xung quanh của mình rất khao khát là thành công, rồi giàu có, rồi gia đình viên mãn hạnh phúc, rồi mình cảm thấy là mình có giá trị. Thế nhưng mà mọi thứ thì nó cứ như là xa vời với mình vậy. Có bao giờ các chị hỏi điều đấy không? À, tôi sẽ mời các chị tham gia một cái tham khảo một cái mô hình này. Thì các chị sẽ nhận thấy rằng là vì sao mình lại cứ mãi mãi ở cái vùng đấy vậy. À, giả sử rằng đây là một mâm cỗ, một mâm cỗ. Và thưa các chị là mâm cỗ thì thức ăn được đựng trên những gì? Thức ăn sẽ được đựng trên đĩa này, bát này, rồi bát bát nhỏ này, xong bát lớn này, xong lại một cái nồi nồi lồng nữa cơ. Thì tôi sẽ mình dùng thế này. À, thức ăn được đựng trên đĩa này. Rồi thức ăn được đựng trên những cái bát con này, ví dụ như bát súp con này chẳng hạn. Thế rồi là bát canh lớn này. Bát canh lớn này, rồi lại cả nồi lẩu này. Đây, trên một cái mâm cỗ này này. Mà còn tiếp tục là gì nữa? À, còn có cả một cái chai rượu nữa. Đây, đây là mâm cỗ. Thế thì cái mâm cỗ này khi mà được thông tin ra thì có ba nhân vật biết về cái thông tin cái mâm cỗ này. Thì nhân vật đầu tiên là một con rắn. Rồi. Và nhân vật thứ hai là một con chuột. Rồi. Nhân vật thứ hai là con chuột. Và nhân vật thứ ba là một con mèo. Và cả ba nhân vật này thì nó đều biết là có mâm cỗ. Thế rồi thì con rắn sẽ vào đầu tiên mâm cỗ này, bay vào. Rồi vào đầu tiên con rắn nó bò đi, bò lại, bò tới, bò lui, kiểm tra rất kỹ rồi. Rồi con rắn này mới ra ngoài thông tin lại với anh chuột, anh mèo rằng là anh chuột, anh mèo, chúng nó nói phép đấy. Mọi người nói phép đấy. Chả có mâm cỗ nào cả. Thôi về đi, nó đỡ tốn thời gian. Vào thì ăn chỉ có mấy cái giọt canh, mấy giọt mắm rơi ra thì em xử lý xong hết rồi. Canh về đi cho đỡ tốn thời gian. Thế là con rắn này bỏ về, bay về. Thế rồi thì anh chuột này không tin. Anh chuột này mới vẫn vào mâm cỗ. Và anh chuột này vào mâm cỗ thì anh phát hiện ra là không phải là không có gì. À, mà rõ ràng là có con cá trên cái đĩa. Và anh chuột anh sơi con cá. Thì sơi hết con cá xong thì anh cũng quay ra ngoài, anh nói với con mèo: "Ôi anh mèo ơi, không có gì đâu, đúng là mâm cỗ này nó không có gì, đúng là vào chỉ có một cái đĩa cá thôi và em sơi hết rồi. Anh về đi cho đỡ mất công, đỡ tốn thời gian." Và thì anh mèo anh ấy nói rằng là không, nguồn tin của anh là chính xác. Nguồn tin của anh chính xác, không ai dám nói dối anh cái điều này. Thế và anh mèo anh vào mâm. Và anh mèo vào mâm thì anh bắt đầu thấy này. À, có một cái bát súp ngô gà. Thế là anh tráng miệng, tức là khai vị bằng bát súp ngô gà. Rồi sau đó thì anh lại còn bát canh nữa. Bát canh yến. Rồi bát canh yến. Rồi sau đó thì anh lại có lẩu, anh lại còn có cái nồi lẩu nữa. Sau đó anh chén tiếp cái nồi lẩu này, lẩu vi cá mập. Rồi anh lại còn biết gì, có một cái chai rượu nữa. Rồi anh lại còn rót ra để thưởng thức nữa. Tại sao vậy các bạn? Tại sao mà cùng biết tin một mâm cỗ nhưng mà ba người thì lại có ba cái kết quả nhận khác nhau và ba có cái nhận xét khác nhau vậy? Tôi cũng đã hỏi rất nhiều rồi. Và cũng phần lớn là nhiều người không nhận ra cái điều này. Và nhưng có số ít người cũng nhận ra là gì? À, bởi vì cái tầm nhìn của ba con vật khác nhau.
tầm nhìn ba con vật khác nhau thì nó sẽ phát hiện ra ở mâm cỗ này có cái gì. Và con rán thì vào mâm này chỉ nhìn thấy là gì? À, cái đít bát đít đĩa này mà thôi. Cùng lắm thì nó bắt đầu nó nhìn thấy vài cái giọt canh rồi giọt mắm nó rơi ở dưới mâm ấy. Và nó chỉ thế thôi, và nó bắt đầu là sơi xin mấy cái giọt canh giọt mắm và nó quay ra bay đi. Và anh chuột, anh vào anh cũng không nhìn thấy gì khác cả, anh thấy mọi sự là trống trơn. Nhưng cuối cùng này anh nhảy lên thì anh thấy được con cá trên đĩa này. Còn anh mèo thì anh nhìn được toàn bộ, cái gì anh cũng nhìn thấy một bộ này. Cuộc sống cũng vậy đấy các chị, tầm chúng ta đến đâu thì tiền sẽ đến đó. Còn các nhà huấn luyện về doanh nghiệp, huấn luyện về đột phá doanh nghiệp, người ta cho một cái thông điệp là gì? Doanh nghiệp của bạn, hệ thống kinh doanh của bạn không bao giờ lớn quá được cái khả năng của bạn, không bao giờ lớn quá khả năng của bạn, đặc biệt là những người đã trải qua kinh nghiệm là điều hành doanh nghiệp của mình rồi, điều hành hệ thống của mình rồi, rồi cuối cùng lại gì? Lại sụp đổ, lại suy thoái và quay trở về, thậm chí là còn âm mo tiền với ngân hàng nữa. Thế thì chị có thấm cái điều này. Nếu như chúng ta không có hội đủ trong mình tất cả những kiến thức, những kỹ năng và những khả năng cũng như các phẩm chất, những tư duy, những trình độ, thì mọi chuyện nó sẽ quay trở về đúng cái thứ gì mà chúng ta có. Đúng thứ gì mà chúng ta có. Vì sao mỗi một người thì lại cảm thấy khó khăn trong cái việc là thay đổi mình vậy? Ví dụ như một người làm công ăn lương ổn định, mặc dù cuộc sống rất là thiếu thốn khó khăn rồi, là lương thì không đủ chi dùng, nhưng mà khi bảo rằng phải thay đổi đi thì lại không dám vậy. Nhưng mà miệng thì luôn kêu than rằng công việc này chán lắm, lương thấp lắm, chán. Nói chung là cuộc sống này là rất là chán. Vậy thì có ai ngăn cấm các bạn, ai ngăn cấm chúng ta trong cái việc là thay đổi không? Bởi vì chúng ta đều có mọi nguồn lực để thành công, chỉ cần chúng ta có một cái đôi mắt để nhìn thấy mọi chuyện, đôi mắt để nhìn thấy mọi sự kiện hiện tượng có chuyển động, đôi tai để chúng ta có thể nghe được đó là cái gì, và cái cảm nhận của chúng ta từ những thứ nhận được để chúng ta kết luận đó là cái gì, và chúng ta có đôi chân đôi tay để chạy, để cầm, để nắm, và chúng ta có cái cảm giác cảm nhận là đó là mọi nguồn lực để chúng ta thành công rồi, để chúng ta học hỏi rồi. Vậy thì cái gì mà chúng ta không biết thì chúng ta phải học hỏi, học đòi hỏi để nâng gì, nâng cái tầm của chúng ta lên. Có phải là nếu bạn là chủ doanh nghiệp thì bạn phải biết các cái kỹ năng của chủ doanh nghiệp, đòi hỏi cái kỹ năng lãnh đạo của chủ doanh nghiệp. Ví dụ bạn phải hiểu thấu được bản thân mình, cái gì là điểm mạnh và cái gì là điểm hạn chế, để cái gì là điểm mạnh thì bạn phát huy, mà điểm hạn chế mà bạn không khắc phục được thì bạn phải bàn giao cái đấy cho cái người phụ tá của bạn, các cái đối tác của bạn để phụ trách cái phần đó xuất sắc hơn bạn. Có phải là bạn là chủ doanh nghiệp thì bạn phải biết gì? Đọc vị được nhân viên của mình, đọc vị được quản lý của mình, đọc vị được khách hàng của mình, đối tác của mình, để bạn có thể ứng xử một cách hiệu quả không? Có phải là lãnh đạo thì bạn phải có cái năng lực thuyết trình, năng lực huấn luyện nhân viên của bạn hoàn thành kế hoạch không? Có phải là lãnh đạo thì bạn phải có một cái phẩm chất, phải có cái tư duy tầm nhìn vượt xa hơn mọi người không? Bạn nhìn rõ rằng trong 5 năm tới, 10 năm tới, 20 năm tới doanh nghiệp tôi sẽ đi đến đâu không? Như thế nào nó phải rất rõ rồi. Và có một câu nữa là gì? Khi bạn đã rõ ràng bên trong, tức là bạn có bên trong, thì bạn mới dễ dàng nó xảy ra bên ngoài. Bạn làm một cái test ví dụ thế này thôi này. Ví dụ tôi nói bạn là bạn đọc cho tôi bản cửu chương 2 đi nào. Bạn đọc cho tôi bản cửu chương 2. Những bạn đang xem video này hãy đọc bản cửu chương 2 cho tôi. Và tôi tin rằng các bạn đều đọc được 21 là 2, 22 là 4, 23 là 6, 24 là 8, 25 là 10 cho đến 20, 20. Thế mà bây giờ tôi lại test các bạn tiếp. Vậy thì các bạn cho đọc cho tôi cái kết quả này nữa này. 2167 nhân 2394 bằng bao nhiêu các bạn? Nào các bạn đọc luôn cho tôi này. Và 100% là không ai biết được cái kết quả đó phải không các bạn? Đúng thôi. Bởi vì sao? Bởi vì sao dễ dàng bạn lại đọc cái bản cung chương 2 ra vậy? Bởi vì cái đó là đã có bên trong bạn rồi. Có bên trong bạn rồi nên bạn dễ dàng bật ra bên ngoài. Thế còn cái gì mà không có bên trong bạn thì khi tôi hỏi thì bạn sẽ không thể nào nói được cái kết quả đó. Vậy thì cuộc sống này cũng vậy. Nếu bạn không có những phẩm chất, những năng lực đó bên trong thì khách hàng của bạn hỏi bạn cũng lúng túng không thể nói được. Rồi là nhân viên của bạn đang cần huấn luyện mà bạn không có cũng không huấn luyện được. Nhân viên của bạn muốn biết rõ tương lai tầm nhìn doanh nghiệp này đi đâu, họ được hưởng cái gì, bạn không có khả năng thuyết trình và không có khả năng để định hướng doanh nghiệp mình rồi ra rõ các cơ chế chính sách, bạn cũng không thể nào trình bày được cho nhân viên hay quản lý bạn hiểu. Và như vậy thì người ta sẽ chào bạn. Doanh nghiệp của bạn cũng vậy, hệ thống kinh doanh của bạn cũng vậy. Nếu cái phẩm chất năng lực yêu cầu cần phải có mà bạn không có thì bạn không thể nào phát triển được doanh nghiệp của bạn, hệ thống kinh doanh của bạn lên một cái tầm lớn, quy mô lớn và chuyên nghiệp phát triển bền vững được. Vậy thì cá nhân cũng vậy thôi. Nếu như trong mình không có cái kỹ năng hiểu cá nhân như là hiểu thấu được bản thân mình,
rồi hiểu thấu được người khác, rồi là có các kỹ năng giao tiếp, kết nối, gây ảnh hưởng, rồi các kỹ năng giải quyết vấn đề cho người khác. Thì làm sao mà các bạn có thể là cải thiện được cái cuộc sống của mình, cải thiện được cái thu nhập của mình, cải thiện được mối quan hệ của mình, cải thiện được cái thu nhập, cái tình trạng vật chất, cái tình trạng tài chính của mình được. Và như vậy, cách nào đây? Cách nào đây để nâng cái tầm của mình lên, để trở thành cái tầm hơn nào? Các chị có biết à, vì sao mà rất nhiều người nhìn vào cái khu đồng, mà khu đồng đấy nếu như chuyển thành đô thị thì nhiều người sẽ chỉ bán được một sào 360 m² đấy chỉ độ khoảng tầm 300 triệu, 500 triệu cho đến 800 triệu là cùng. 800 triệu là cùng. Nhưng vì sao mà anh Phạm Nhật Vượng chủ tịch Vincom á, anh có thể bán một sào tức là 360 m² đó với trị giá là 1 triệu đô la Mỹ? Vì sao vậy? Vì cái tầm của anh ấy đã nhìn được vấn đề gì rồi. Tầm anh ấy đã nhìn vượt hơn tất cả nhiều người, trong khi nhiều người chỉ có thể có mảnh đất đó sẽ bán được, tranh ra được vài chục triệu, hay là sở hữu mảnh đất đó thì bán được vài trăm triệu thôi. Còn anh ấy có thể tạo ra cái mảnh đất đó 1 triệu đô la Mỹ. Thì cái tầm đấy nó nằm ở đâu vậy các chị? Tầm đấy nó nằm ở trong não này, trong cái bộ não này, trong cái tư duy của chúng ta này. Và cái điều đó thì nó công khai hết trên vũ trụ này. Trí tuệ của chúng ta công khai hết trên vũ trụ này. Chỉ cần chúng ta học, học tất cả những công thức, những bí quyết, những nguyên lý và những yêu cầu mà để thấu hiểu được giá trị của con người, nhu cầu của con người, là các chị có thể thành công trong cuộc sống này. Vậy thì khoa học nào, kiến thức nào có thể giúp các chị điều đó? Chỉ có NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Lập trình ngôn ngữ tư duy. Từ trái tim tôi khao khát mong muốn các bạn hãy sở hữu ngay lập tức lập trình ngôn ngữ tư duy. Vì sao là lập trình ngôn ngữ tư duy? Bởi vì người ta lập trình lại cho bạn cái bộ não này. Nếu như trước đây bạn cứ từng bộ não của bạn lập trình cái khuôn mẫu của bạn là nói thế này, hành xử thế này, thể hiện thái độ thế này và tỏ năng lực thế này, thì đấy là bộ não của bạn đã lập trình một cái khuôn mẫu, một cái thói quen rồi. Và khi cái thói quen đấy nó bộc lộ ra thành những hành động, hành vi bên ngoài của bạn thì sẽ mang lại cho bạn một cái kết quả tương ứng nếu bạn thể hiện năng lực của bạn như vậy. Và nếu như bây giờ bạn lập trình lại cái bộ não của bạn để bộ não này đưa ra cho bạn cái ngôn ngữ khác, cái ngôn ngữ hiệu quả hơn, cái năng lực khác là cái năng lực giải quyết được nhiều vấn đề của con người, cái hệ giao tiếp rồi cái hệ ngôn ngữ nói ra là hiệu quả, thì mọi khía cạnh cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thay đổi.